Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã tổ chức tiếp nhận đội xe cứu thương tình nguyện từ doanh nghiệp Apollo Silicon để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đội xe cứu thương tình nguyện sẽ hoạt động theo hình thức tự quản, được điều động 24/7 bởi các trung tâm y tế, bệnh viện dã chiến trên địa bàn để phục vụ việc chuyên chở các ca bệnh F0. Tại buổi giao nhận, thì Apollo Silicon đã bàn giao 3 xe cứu thương chuyên dụng trước mắt được bố trí về 3 bệnh viện ở thành phố Thủ Đức là Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Thủ Đức. 3 xe khác hiện đang được chuyển về và sẽ được bàn giao vào ngày mai. Theo đại diện công ty thì đội sẽ được tổ chức mở rộng thêm từ 5 đến 10 chiếc nữa dựa vào tình hình thực tế.